Lò lửa Đông Âu tiếp tục sục sôi sau liên hoàn pháo kích dữ dội. Ông Zelensky nói Nga muốn đưa Ukraine về thế kỷ 18. Chưa dừng lại ở đó, Kiev còn tố Moscow nỗ lực khiến Ukraine không thể sống sót qua mùa đông. Liên Hợp Quốc họp khẩn đầy căng thẳng sau đợt tấn công dữ dội của Nga và Ukraine. Truyền thông Trung Quốc cáo buộc Mỹ thổi bùng ngọn lửa xung đột ở Đông Âu. Nga nói Mỹ đạo đức giả khi kêu gọi giải quyết hòa bình vấn đề Ukraine. Truyền thông Nga đưa tin Mỹ có thể đã bật đèn xanh để Ukraine tấn công cầu Crimea. Ở diễn biến khác, Moscow nói Thụy Điển phớt lờ đề nghị tham gia điều tra vụ rò rỉ đường ống Nord Stream của Nga. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình Tin Quốc tế. Mở đầu bản tin ngày hôm nay là cập nhật diễn biến xoay quanh cuộc xung đột nảy lửa giữa Nga và Ukraine. Thưa quý vị, trong bài phát biểu hàng ngày hôm 10 tháng 10, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã nói rằng Nga muốn đưa Ukraine trở lại thế kỷ 18, theo Reuters đưa tin. Trong video được phát sóng vào ngày 10 tháng 10, đứng ở khuôn viên trường đại học Shevchenko ở thủ đô Kiev, ông Zelensky cho biết nơi này cùng công viên Shevchenko và bảo tàng nghệ thuật Khanenko đều trúng tên lửa trong đợt không kích liên hoàn từ Nga. Nhà lãnh đạo nói rằng Nga đang nỗ lực đẩy Ukraine trở về thế kỷ 18 và tuyên bố Kiev quyết tâm đáp trả tương xứng. Thông điệp trên được ông Zelensky đưa ra sau khi Nga dội tên lửa hành trình xuống các thành phố đông đúc của Ukraine. Mỹ đã gọi đây là cuộc tấn công kinh hoàng, đánh sập nguồn điện và khiến nhiều người thiệt mạng. Reuters bình luận đây là cuộc không kích diện rộng dữ dội nhất kể từ khi xung đột nổ ra. Tên lửa đã xé toạc các giao lộ, công viên và địa điểm du lịch ở thủ đô Kiev. Trong khi đó, hàng loạt vụ nổ cũng được ghi nhận ở Lviv, Ternopil và Zhytomyr ở miền Tây Ukraine, Dnipro, Kremenchuk ở miền Trung và Zaporizhia ở miền Nam, Kharkiv ở miền Đông. Những tấn công khốc liệt trên xảy ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ đích danh Ukraine gây ra vụ nổ trên cầu Kerch ở bán đảo Crimea. Ông chủ điện Kremlin tuyên bố Moscow đã sử dụng tên lửa tầm xa tấn công nhiều mục tiêu quân đội, cơ sở hạ tầng năng lượng và viễn thông của Ukraine trong ngày 10 tháng 10. Reuters trích lời ông Putin khẳng định, rõ ràng cơ quan mật vụ Ukraine đã ra lệnh tổ chức và thực hiện hành động tấn công cực đoan với mục tiêu phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự quan trọng của Nga. Nếu các nỗ lực tấn công này còn tiếp diễn trong lãnh thổ của chúng tôi, phản ứng từ Nga sẽ vô cùng thảm khốc. Sự đáp trả của Moscow sẽ tương xứng với mức độ đe dọa đặt ra cho Liên bang Nga. Không ai nên nghi ngờ điều đó, ông Putin nhấn mạnh. Ông Dmitry Medvedev, cựu Tổng thống Nga và hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh gọi việc Nga oanh kích dữ dội khắp Ukraine ngày 10 tháng 10 chỉ là tập đầu tiên. Hãng tin Anadolu cho biết ông Medvedev vừa viết trên Telegram rằng tập đầu tiên đã được phát, sẽ còn nhiều tập tiếp theo. Ông Medvedev nói thêm, theo quan điểm của mình, chính quyền Ukraine phải bị giải thể bởi Kiev đặt ra mối đe dọa liên tục, trực tiếp và rõ ràng với Nga. Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak mới đây đã lên án loạt không kích dữ dội của Nga và cho rằng là Moscow đang ra sức bóp nghẹt sự sống của Kiev khi mùa đông đến gần, theo Newsweek đưa tin. Ông Yermak nói, người Nga không thể đánh bại chúng tôi trên mặt trận, vì vậy họ phải sử dụng đến các biện pháp cực đoan trên quy mô chưa từng thấy kể từ Thế chiến thứ hai. Thông điệp trên được ông Yermak đưa ra tại một sự kiện do Schaffer Briet tổ chức ở Sea Island, Georgia. Vị quan chức cáo buộc Moscow vi phạm luật pháp quốc tế, đồng thời khẳng định hầu hết địa điểm bị tên lửa Nga bắn trúng có cả sự xuất hiện của máy bay không người lái cảm tử do Iran sản xuất. Ông Yermak nói rằng, cốt lõi trong chiến lược hiện tại của Nga là tiến hành các cuộc tấn công bằng pháo và tên lửa nhắm vào các cơ sở hạ tầng dân sự quan trọng. Vị quan chức nói rằng những nước cờ như vậy không có ý nghĩa thực tế về mặt quân sự, chỉ có một nguyên nhân có thể giải thích logic vấn đề này. Theo ông, nhiều khả năng Nga đang tiến hành chiến thuật kép. Thứ nhất là làm cho điều kiện sống của người dân Ukraine trở nên cực kỳ khắc nghiệt vào mùa đông để gây ra làn sóng di cư và khiến họ đầu hàng. Thứ hai là làm suy yếu nỗ lực chiến đấu của quân đội Ukraine để buộc Kiev tìm đến con đường kết thúc xung đột với bất cứ giá nào. Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine nhận định, các sự kiện gần đây có thể cho thấy sự thay đổi trong cách tiếp cận của Nga đối với xung đột. Hồi cuối tuần trước, Bộ Quốc phòng Nga thông báo về việc thành lập một bộ chỉ huy mới để lãnh đạo chiến dịch. Theo ông Yermak, diễn biến này có thể cho thấy sự lung lạc niềm tin trong giới tướng lĩnh của đội Nga. Đề cập đến những lời kêu gọi đối thoại hòa bình, vị quan chức nói rằng các cuộc đàm phán như vậy chỉ có thể diễn ra sau khi căng thẳng xuống thang. Trong khi đó, theo ông, Moscow chưa thể hiện bất kỳ thiện chí nào với việc đàm phán. Lựa chọn có được hòa bình theo các điều kiện của Nga sẽ chỉ là giải pháp tạm hoãn xung đột. Thực tế sau đó, nó chính là con đường tắt dẫn đến cuộc giao tranh tiếp theo. Ông Yermak đã kêu gọi quốc tế hỗ trợ nhiều hơn cho Ukraine dưới hình thức viện trợ quân sự, bao gồm hệ thống phòng thủ tên lửa, pháo binh, xe tăng, xe bọc thép, máy bay không người lái, thậm chí là thiết lập vùng cấm bay để ngăn máy bay Nga đi qua lãnh thổ Ukraine.
Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã khẳng định chính Ukraine mới phải chịu trách nhiệm về các hoạt động cực đoan, bao gồm vụ nổ trên cầu Kerch ở Crimea, cũng như các vụ tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và cả cá nhân Nga. Sau khi mưa tên lửa ập xuống Ukraine, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã điện đàm với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky. Ông chủ Nhà Trắng cũng cam kết tiếp tục cung cấp cho Kiev sự hỗ trợ cần thiết để tự vệ, bao gồm các hệ thống phòng không tiên tiến. Thưa quý vị, vào hôm 10 tháng 10, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã nhóm họp khẩn cấp chỉ vài giờ sau khi Nga phóng loạt tên lửa trên khắp Ukraine. Cuộc họp diễn ra trong không khí căng thẳng đến nghẹt thở, theo Business Insider cho biết. Theo các quan chức Ukraine, phiên họp đặc biệt của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã được lên kế hoạch từ trước khi Nga không kích dữ dội vào Ukraine vào hôm 10 tháng 10, với mục đích chính là bỏ phiếu về việc Nga sáp nhập các lãnh thổ của Ukraine trong thời gian gần đây, bao gồm một số khu vực như là Kherson, Luhansk, Donetsk và Zaporizhia. Tuy nhiên, một số quốc gia đã hóa cuộc họp thành diễn đàn để bày tỏ sự phẫn nộ về các cuộc bắn phá của quân đội xứ Bạch Dương. Phát biểu tại cuộc họp, đại sứ Ukraine Sergei Klyushchia cho biết một số người thân của ông đã thiệt mạng do các đòn pháo kích và lên án mạnh mẽ các đòn tấn công mà ông gọi là tàn nhẫn từ phía Nga. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết ông đã sốc trước các cuộc tấn công của Nga. Nhiều quốc gia cũng tỏ ra bức xúc với các cuộc pháo kích. Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ Ferran Şenilioğlu đã gọi các trận pháo kích hôm 10 tháng 10 của Nga nhắm vào Ukraine là vô cùng đáng lo ngại và không thể chấp nhận được. Trong khi đó, Đại sứ Nga Vasily Nebenzia nói với Hội đồng Liên Hợp Quốc rằng Moscow đang trả đũa cho hành động mà họ cho là cực đoan của Ukraine và cầu Kerch ở Crimea. Ông Nebenzia nhấn mạnh cây cầu là cơ sở hạ tầng dân sự quan trọng. Được biết, nghị quyết của Hội đồng Liên Hợp Quốc được đề xuất để yêu cầu Nga hủy bỏ các cuộc sáp nhập ngay lập tức và vô điều kiện, đồng thời kêu gọi tất cả các nước không công nhận chúng. Đại sứ Nga cho rằng diễn biến này cho thấy sự đối đầu và phân cực nguy hiểm chưa từng thấy trong lịch sử Liên Hợp Quốc. Ông khẳng định cuộc trưng cầu dân ý là hợp lệ và Moscow đang nỗ lực để bảo vệ người dân. Bộ Ngoại giao Nga hôm 10 tháng 10 cho rằng những lời kêu gọi giải quyết xung đột ở Ukraine bằng biện pháp hòa bình của Mỹ là đạo đức giả. Thực chất Washington vẫn luôn nung nấu ý định khiến Nga thất bại nặng nề, theo TASS đưa tin. Thông điệp trên được phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đưa ra để đáp trả bài phát biểu của phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby trong cuộc trao đổi với ABC News. Trong đó, ông Kirby nói rằng Mỹ muốn giải quyết nhanh chóng cuộc xung đột ở Ukraine bằng biện pháp ngoại giao, đồng thời khẳng định Nga đang ngăn cản các nỗ lực đàm phán và không có tín hiệu nào cho thấy họ đã sẵn sàng cho điều đó. Bà Zakharova cho rằng chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden tiếp tục phát đi những tín hiệu trái ngược nhau, có cả đồn đoán về mối đe dọa hạt nhân Nga, lẫn thông điệp đảm bảo Mỹ sẽ giải quyết xung đột Đông Âu bằng giải pháp hòa bình. Trong khi đó, Washington vẫn tiếp tục cung cấp vũ khí cho Kiev. Nữ phát ngôn viên nhấn mạnh những hành động đó không chứng minh cho điều gì khác ngoài hành vi đạo đức giả và nỗ lực che giấu mục tiêu khiến Nga thất bại. Bà Zakharova khẳng định bất chấp những động thái từ Mỹ, Nga vẫn sẽ đạt được các mục tiêu của mình. Tuy nhiên, bà lưu ý Moscow vẫn sẵn sàng ngoại giao, nhưng chỉ khi các điều kiện mà nước này đã nêu ra được đáp ứng. Washington càng khuyến khích Kiev hiếu chiến và phá hoại, điều đó càng cản trở nỗ lực tìm ra các biện pháp ngoại giao. Nữ phát ngôn viên nói thêm. Hôm 10 tháng 10, Thời báo Hoàn Cầu, cơ quan ngôn luận của chính quyền Trung Quốc đã đăng tải bài xã luận chỉ trích Mỹ là bên thổi bùng ngọn lửa xung đột giữa Nga và Ukraine. Bài viết được đưa ra giữa bối cảnh Trung Quốc tiếp tục duy trì vai trò trung lập trong cuộc giao tranh giữa Nga và Ukraine. Theo truyền thông Trung Quốc, cuộc xung đột đã dần hóa thành một lò phản ứng hạt nhân do một số bên đang thổi bùng ngọn lửa giao tranh. Trong khi đó, có Tổng thống Mỹ Joe Biden, người đã cảnh báo thế giới có thể đối mặt với ngày tận thế do thanh kiếm hạt nhân của Nga. Truyền thông Trung Quốc viết rằng Mỹ muốn căng thẳng leo thang, diễn biến khủng hoảng ở Đông Âu không hoàn toàn phụ thuộc vào việc Ukraine quyết tâm chiến đấu đến người cuối cùng, mà là liệu Washington có tiếp tục duy trì xung đột hay không. Theo phía Bắc Kinh, Mỹ có thể nỗ lực thúc đẩy đàm phán giữa Nga, Ukraine. Tuy nhiên, Washington có tính toán của riêng mình. Họ muốn châu Âu phụ thuộc vào mình hơn về an ninh lẫn năng lượng, làm kiệt quệ sức mạnh của Nga, nỗ lực kêu gọi các nước chống lại Moscow. Theo truyền thông Trung Quốc, cảnh báo ngày tận thế của ông Biden thực chất là cách để Mỹ kiếm cớ để tiếp tục viện trợ vũ khí cho Ukraine. Không phải Mỹ, Ukraine, Nga và những người châu Âu bình thường mới là những bên phải chịu hậu quả của xung đột. Ngày càng nhiều người dân ở các nước châu Âu xuống đường phản đối giá năng lượng tăng vọt, chi phí sinh hoạt và tình trạng lạm phát tăng cao. Mỹ chưa đưa ra phản hồi liên quan đến bình luận của truyền thông Trung Quốc. Sputnik News dẫn lời một số nguồn tin cho biết là ông Sergei Pasinsky, lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp Quốc phòng Ukraine, đã vô tình tiết lộ thông tin cho thấy là Mỹ là bên đã bật đèn xanh để Ukraine tấn công cầu Kerch ở Crimea. Hãng tin Sputnik cho biết cặp bài trùng người Nga chuyên đi gài bẫy các chính khách trên thế giới, Vladimir Kunyashov và Alexei Stolyarov,
đã đóng giả là quan chức Hoa Kỳ để tiếp cận với ông Sergei Paczynski. Trong cuộc trao đổi, ông Paczynski nói rằng Ukraine đang lên một kế hoạch tác chiến và phải có nghĩa vụ thông báo cho đối tác Mỹ. Đáng chú ý, theo lời vị quan chức, các hoạt động phá hủy một phần cơ sở hạ tầng của cầu Kerch ở Crimea chỉ có thể được thực hiện khi Mỹ bật đèn xanh, do Ukraine không muốn tự mình chịu trách nhiệm trước những hệ quả khủng khiếp mà cuộc tấn công quy mô này gây ra. Cầu Crimea là cây cầu huyết mạch, do đó tôi nghĩ mọi người hiểu được bên nào có thể đưa ra được những bước đi của ông Putin trong trường hợp cầu Crimea bị phá hoại, ông nói. Các nguồn tin của Sputnik không nêu rõ cuộc trao đổi với ông Paczynski diễn ra trước hay sau khi xảy ra vụ nổ cầu Crimea vào hôm 8 tháng 10. Trong khi đó, vào ngày 9 tháng 10, New York Times dẫn nguồn tin từ hai quan chức cấp cao của Ukraine cho biết tình báo nước này đứng sau vụ tấn công cầu Crimea. Đến nay, Kiev không hề đứng ra chịu trách nhiệm về vụ việc. Tuy nhiên, các quan chức Ukraine đã tỏ rõ sự hồ hởi. Cố vấn Tổng thống Ukraine Mikhail Podolyak đã nói rằng vụ tấn công cây cầu chỉ là khởi đầu và mọi thứ bất hợp pháp phải bị phá hủy. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ đích danh Ukraine gây ra vụ nổ cầu và gọi đây là hành động cực đoan. Thủ tướng Canada Justin Trudeau vừa qua đã có cuộc thảo luận với Tổng thống Ukraine Zelensky bàn về những diễn biến mới nhất trong cuộc khủng hoảng ở quốc gia Đông Âu. Đáng chú ý, Thủ tướng Canada nhắc lại sự hỗ trợ mạnh mẽ của nước này đối với Kiev. Theo tuyên bố đưa ra từ văn phòng báo chí của Thủ tướng Canada, ông Trudeau lên án những cuộc tấn công của Nga nhằm vào cơ sở năng lượng, thông tin liên lạc và chỉ huy quân sự của Ukraine vào hôm 10 tháng 10. Thủ tướng cũng nhắc lại hỗ trợ mạnh mẽ liên tục của Canada đối với Ukraine, bao gồm việc tiếp tục cung cấp viện trợ quân sự, kinh tế và nhân đạo, hãng tin TASS trích tuyên bố cho hay. Ngoài ra, Tổng thống Zelensky còn gửi lời cảm ơn đến Thủ tướng Trudeau vì những đóng góp của Canada cho Ukraine. Các nhà lãnh đạo nhất trí giữ liên lạc chặt chẽ, thường xuyên, tuyên bố nói thêm. Hôm 10 tháng 10, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow đã sử dụng tên lửa tầm xa tấn công nhiều mục tiêu quân đội, cơ sở hạ tầng năng lượng và viễn thông của Ukraine. Ông đồng thời cảnh báo nếu Ukraine tiếp tục tấn công vào lãnh thổ của Nga, phản ứng từ Nga sẽ vô cùng thảm khốc. Vụ oanh kích khắp Ukraine xảy ra sau khi cầu huyết mạch do Nga xây dựng ở bán đảo Crimea bị cháy nổ vào sáng 8 tháng 10. Theo Reuters, các quan chức Ukraine đã ăn mừng về vụ nổ cầu ở Crimea, nhưng đến nay Kiev không tuyên bố nhận trách nhiệm. Là một trong những quốc gia ủng hộ Ukraine, Canada đã viện trợ quân sự cho Kiev và áp lệnh trừng phạt lên Moscow. Đáng chú ý, liên quan đến những diễn biến gần đây ở Ukraine cũng như là các cuộc trưng cầu dân ý, đại sứ Nga tại Ottawa, ông Oleg Stepanov đã được triệu tập đến Bộ Các vấn đề toàn cầu Canada. Thông tin được đặc phái viên Nga nói với báo giới hôm 10 tháng 10. Sputnik cho hay. Ông Stepanov nói, tôi có cuộc gặp gỡ với Tổng Giám đốc Chính sách An ninh Quốc tế Cindy Timoshenko. Cuộc thảo luận liên quan đến các sự kiện trong ngày qua cũng như các cuộc trưng cầu dân ý gần đây. Đại sứ lưu ý phía Canada có lập trường dễ đoán rằng họ hoàn toàn lên án những diễn biến đang xảy ra ở Ukraine và yêu cầu Nga chấm dứt hoạt động quân sự cũng như rút lực lượng của Moscow khỏi lãnh thổ mà Canada coi là của Ukraine, bao gồm bán đảo Crimea. Ông nói, và trong khi điều đó không xảy ra, Ottawa và các đồng minh sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine và cố gắng để khiến Nga cùng các đại diện nước này phải chịu trách nhiệm về những hành vi của họ. Sau đó, nhà ngoại giao cho biết ông đã đáp trả bằng cách trình bày về tầm nhìn của Nga liên quan đến vấn đề Ukraine. Ông nhắc lại rằng trong nhiều tháng, các nhà lãnh đạo cấp cao các bộ của Nga đã nói về một số lằn ranh đỏ nhất định. Việc vượt qua lằn ranh đó sẽ gây ra hậu quả cho Ukraine và phương Tây, đại sứ Nga nhấn mạnh. Đặc phái viên lưu ý thêm, ông vặn hỏi lại giới chức Canada rằng đại sứ Ukraine có được triệu tập để thảo luận về vụ nổ trên cầu Kerch ở Crimea hay không. Theo ông Stepanov, phía Canada trả lời rằng họ coi Crimea là một phần của Ukraine. Cây cầu được xây dựng bất hợp pháp, được sử dụng vì lợi ích cho chiến dịch quân sự của Nga. Do đó, việc cây cầu bị nhắm tấn công là hợp pháp. Đại sứ Nga trích lời tuyên bố của phía Canada. Canada là một trong những quốc gia ủng hộ Ukraine bằng cách viện trợ quân sự cho Kiev và áp lệnh trừng phạt lên Moscow. Trong chuyến thăm Kiev hồi tháng 5, Thủ tướng Trudeau thông báo hỗ trợ thêm Ukraine nhiều trang thiết bị quân sự. Ngoài ra, Canada đã cung cấp 25 triệu đô la cho chương trình lương thực thế giới của Liên Hợp Quốc trong nỗ lực duy trì an ninh lương thực và sẽ dỡ bỏ thuế quan thương mại đối với tất cả hàng hóa mà Canada nhập khẩu từ Ukraine trong năm tới. Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin vừa đề nghị với người đồng cấp Thụy Điển Magdalena Andersson để Nga được tham gia cuộc điều tra về vụ rò rỉ đường ống dẫn khí đốt Nord Stream. Tuy nhiên, Thụy Điển vẫn chưa trả lời yêu cầu này. Thông tin được Đại sứ quán Nga tại Stockholm xác nhận với Sputnik. Trước đó, truyền thông Thụy Điển đưa tin ông Mishustin đã gửi một bức thư cho bà Andersson, trong đó yêu cầu phía Nga bao gồm cả Gazprom tham gia điều tra sự cố Nord Stream. Hiện chưa có phản ứng nào từ phía Thụy Điển. Phái đoàn ngoại giao cho biết, vào cuối tháng 9 vừa qua, ít nhất 4 vụ rò rỉ đã được phát hiện trên đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2 trên các đoạn qua vùng biển của Thụy Điển và Đan Mạch.
Chính phủ hai nước này cho biết họ nghi ngờ rằng có người đã sử dụng hàng chục kg thuốc nổ khi cố ý phá hoại đường ống, còn văn phòng Tổng công tố Nga đã điều tra các sự cố và xem đây là hành vi cực đoan. Chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác, ở khu vực châu Á, theo NHK trong bài phát biểu hàng ngày hôm 10 tháng 10, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh đã nói rằng nguyên nhân sâu xa của những căng thẳng hiện nay là việc chính quyền vùng lãnh thổ Đài Loan kiên quyết đòi độc lập cho hòn đảo. Bà Mao nói rằng chính quyền đảo Đài Loan đã thông đồng với các thế lực bên ngoài có những hành động khiêu khích để đòi độc lập, làm tổn hại nghiêm trọng hòa bình ở hai bờ eo biển. Thông điệp trên được bà Mao đưa ra sau khi nhà lãnh đạo đảo Đài Loan Thái Anh Văn có bài phát biểu nhấn mạnh hòn đảo sẽ không nhượng bộ trước những gì mà Đài Bắc cho là sức ép từ Bắc Kinh. Dù vậy, bà Thái vẫn kêu gọi Trung Quốc giảm bớt căng thẳng thông qua đối thoại xung đột không nên nổ ra ở eo biển Đài Loan. Nữ lãnh đạo khẳng định Đài Bắc sẵn sàng làm việc với chính quyền Trung Quốc để đạt được đồng thuận duy trì hòa bình và ổn định ở eo biển với các điều kiện hợp lý bình đẳng thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau. Trung Quốc luôn xem Đài Loan là một tỉnh chờ thống nhất và không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để đưa hòn đảo về với đất mẹ. Trước đó bà Mao Ninh đã khẳng định Đài Loan dù có nói gì đi chăng nữa cũng không thể xóa bỏ một điều, hòn đảo thuộc về Trung Quốc. Triều Tiên đã thực hiện nhiều vụ thử tên lửa trong thời gian qua, một hành động phần nhiều là có thể gây trở ngại cho tiến trình đàm phán hòa bình của nước này với Mỹ và các đồng minh. Thế nhưng mới đây, các chuyên gia lại cho rằng việc thử nghiệm tên lửa có thể tạo cho Bình Nhưỡng lợi thế đối thoại. Tại sao lại như vậy? Theo trang tin Sputnik News, ông Nikolai Sokov, chuyên gia viện giải trừ và xóa bỏ vũ khí cho rằng hành động phóng tên lửa gần đây của Triều Tiên có thể là nỗ lực đạt ưu thế cho Bình Nhưỡng trước khi nước này tìm kiếm sự nhượng bộ từ phía Mỹ. Ông Nikolai Sokov nhận định, ở thời điểm hiện tại, chúng ta chỉ có thể nói về giải pháp chính trị mặc dù những gì đang xảy ra chỉ là khởi đầu của quá trình đối thoại. Đồng quan điểm, David Schremmler, chuyên gia nghiên cứu ngành quốc tế học của Học viện Middlebury, cho rằng Triều Tiên không có ý định và cũng không có lý do để phi hạt nhân hóa. Điều tốt nhất là có thể hy vọng nước này sẽ ngưng thử nghiệm tên lửa và hạt nhân. Thỏa thuận đạt được bằng cách nào còn phụ thuộc vào sự nhượng bộ của Mỹ và đồng minh. Chuyên gia này cũng nhận định việc thử nghiệm hạt nhân có thể gia tăng vị thế của Triều Tiên ở một trong những khu vực bất ổn nhất thế giới. Ông dự đoán Bình Nhưỡng có thể thực hiện một số vụ thử nghiệm khác vào bất cứ lúc nào trong tương lai. Những nhận định trên được các chuyên gia đưa ra sau khi cơ quan truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 10 tháng 10 cho biết các cuộc thử nghiệm vũ khí vừa qua được tổ chức nhằm mô phỏng tấn công Hàn Quốc bằng các đầu đạn hạt nhân chiến thuật. Cơ quan này cũng xác nhận tên lửa bay qua Nhật Bản ngày 4 tháng 10 là loại tên lửa tầm trung đất đối đất nằm trong khuôn khổ cuộc diễn tập tác chiến hạt nhân có thể tạo ra đòn cảnh báo đanh thép đối với kẻ địch. Ở một góc nhìn khác thì Triều Tiên vừa qua đã kỷ niệm ngày thành lập đảng trong ngày 10 tháng 10 với hàng loạt hoạt động sôi nổi. Theo Reuters, cơ quan truyền thông trung ương Triều Tiên KCNA cho biết, nước này đã tổ chức lễ hội trong ngày 10 tháng 10 nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên. KCNA đăng tải một video cho thấy người dân Triều Tiên nhảy múa dưới ánh sáng pháo hoa tại quảng trường Kim Il Sung. Hiện tại Reuters vẫn chưa thể đánh giá tính xác thực của video nói trên. Vào hôm 11 tháng 10, KCNA cho biết, lãnh đạo Kim Jong-un đã tham dự lễ khánh thành một tổ hợp nhà kính nông trại nằm ở phía đông quận Hamcheong. Địa điểm này vốn là một căn cứ không quân cũ, là nơi tiến hành nhiều vụ thử nghiệm tên lửa của Triều Tiên. Ông Kim Jong-un tham gia sự kiện khánh thành sau khi thị sát các đợt diễn tập chiến thuật hạt nhân trong suốt 2 tuần qua. Với mục tiêu nhắm vào Hàn Quốc, đây là hành động mà KCNA gọi là phản ứng của Triều Tiên sau các cuộc tập trận chung gần đây của Hàn Quốc và Mỹ. Ở diễn biến đáng chú ý khác, Reuters đưa tin hôm 10 tháng 10, một báo cáo của cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc cho thấy Iran đang nhanh chóng mở rộng khả năng làm dầu uranium bằng các máy ly tâm tiên tiến tại nhà máy ngầm dưới lòng đất ở Natan. Reuters cho biết sau khi các cuộc đàm phán gián tiếp với Mỹ về thỏa thuận hạt nhân 2015 bị đình trệ, Iran đã khai thác số lượng máy ly tâm tiên tiến lớn chưa từng có. Những cỗ máy này hiệu quả hơn nhiều so với IR-1 thế hệ đầu tiên, loại máy ly tâm duy nhất mà thỏa thuận cho phép Iran sử dụng để phát triển trữ lượng uranium đã được làm dầu. Cụ thể, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA cho biết Iran đã lắp đặt các cụm máy ly tâm IR-6 tiên tiến tại hai địa điểm ngầm ở Natan và Fordo. Những nơi này được thiết kế để ngăn các cuộc bắn phá từ trên không. Ngoài ra, Iran được cho là đã lắp đặt các máy ly tâm IR-4, IR-2. Tehran cũng đã thông báo với IAEA rằng nước này có kế hoạch bổ sung thêm 3 tầng máy IR-2M, bên cạnh 12 máy đã được lắp đặt. Báo cáo của IAEA cũng chỉ ra rằng tất cả máy ly tâm làm dầu tại Natan vẫn đang sản xuất uranium được làm dầu lên đến 5%. Reuters dẫn lời các nhà ngoại giao Mỹ cho biết nếu thỏa thuận hạt nhân 2015 được khôi phục, Iran sẽ không còn được dùng máy ly tâm tiên tiến nữa.
Reuters đưa tin các nhà đàm phán của Liban và Israel cho biết hai nước đã nhận được bản dự thảo cuối cùng cho thỏa thuận biên giới trên biển do Mỹ làm trung gian, trong đó thỏa thuận đáp ứng tất cả yêu cầu của hai nước. Đôi bên đều xác nhận có khả năng sắp đạt được thỏa thuận lịch sử. Vài phút sau khi nhận được dự thảo thỏa thuận phân định biên giới trên biển, nhà ngoại giao Liban Bouchraf cho biết nếu mọi thứ suôn sẻ, nỗ lực của chúng tôi có thể sắp dẫn đến một thỏa thuận lịch sử. Cố vấn an ninh quốc. Chuyển sang tin tức liên quan đến an ninh xã hội. Thưa quý vị, Nhật Bản đã khôi phục du lịch miễn thị thực cho du khách từ hàng chục quốc gia, đồng thời chấm dứt một số biện pháp kiểm soát biên giới nghiêm ngặt nhất thế giới. Thủ tướng Fumio Kishida hy vọng động thái này sẽ tiếp thêm sức mạnh cho nền kinh tế, theo hãng tin Reuters. Trong số những du khách đến Nhật Bản trên chuyến bay lúc 6 giờ sáng từ Sydney có giám đốc điều hành công ty công nghệ Liam Eden và Matthew Borkwick. Borkwick chia sẻ với Reuters, chúng tôi đã rất may mắn khi được đi trên một trong chuyến bay đầu tiên đến Nhật Bản sau khi các quy định về thị thực thay đổi. Tôi thực sự mong chờ chuyến đi này vì có cơ hội gặp được mọi người trực tiếp. Một du khách khác tên Jenny Kay nói với Reuters, cô đã lên kế hoạch cho chuyến đi Nhật Bản của mình được một thời gian. Trước đây chúng tôi cảm thấy rất mệt mỏi với việc chuẩn bị thị thực, nhưng bây giờ quy định đã thay đổi. Thật vui mừng. Cô Kay nói thêm trong phấn khởi. Tuần trước, ông Kishida cho biết chính phủ sẽ đặt mục tiêu thu hút 5.000 tỷ yên, 34,5 tỷ đô la Mỹ chi tiêu du khách hàng năm. Nhưng theo Reuters, mục tiêu này có thể quá tham vọng đối với lĩnh vực vốn trở nên eo uột trong mùa dịch COVID-19. Theo dữ liệu của chính phủ, việc làm tại khách sạn đã giảm 22% từ năm 2019 đến năm 2021. Các quy định hạn chế COVID ở Nhật Bản cũng được thắt chặt hơn so với nhiều quốc gia khác. Mọi người được khuyến khích đeo khẩu trang trong nhà và hạn chế nói chuyện ồn ào. Nội các Nhật Bản hôm 7 tháng 10 đã thông qua thay đổi các quy định của khách sạn để họ có thể từ chối những khách không tuân theo các biện pháp kiểm soát lây nhiễm trong thời gian bùng phát dịch bệnh. Reuters tin Thượng Hải và các thành phố lớn khác của Trung Quốc bao gồm Thâm Quyến đã tăng cường xét nghiệm COVID-19 cho người dân giữa bối cảnh số ca nhiễm gia tăng. Nhiều chính quyền địa phương đã đóng cửa trường học, các điểm vui chơi và du lịch. Theo Reuters, giới chức Trung Quốc đã ghi nhận 2.089 ca nhiễm trong ngày 10 tháng 10, trong đó nhiều ca đã được phát hiện ở các điểm du lịch. Tính đến ngày 10 tháng 10, có 36 thành phố của Trung Quốc bị phong tỏa hoặc thắt chặt công tác phòng dịch ở nhiều mức độ khác nhau, ảnh hưởng đến khoảng 196,9 triệu người. Thượng Hải với 25 triệu dân đã ghi nhận 28 trường hợp trong ngày 10 tháng 10. Và cuối ngày, 16 quận của Trung tâm Tài chính tuyên bố tiến hành xét nghiệm COVID-19 cho người dân ít nhất là 2 lần một tuần, cho đến ngày 10 tháng 11. Tại Thâm Quyến, nơi phát hiện biến thể BF7, Omicron có khả năng truyền nhiễm cao, giới chức đã ghi nhận số ca nhiễm tăng hơn gấp 3 lần, lên 33 ca vào ngày 10 tháng 10. Giới chức thành phố 18 triệu dân cho biết vào hôm 11 tháng 10, khách du lịch trong nước đến đây sẽ phải xét nghiệm COVID-19 3 lần trong 3 ngày. Thưa quý vị, theo thông tin từ cơ quan dự báo bão Hoa Kỳ NHC, hàng chục người thiệt mạng khi cơn bão Julia đổ bộ vào khu vực Trung Mỹ. Cơn bão Julia đổ bộ vào vùng duyên hải Caribe của Nicaragua trong ngày 9 tháng 10. Trong ngày 10 tháng 10, cơn bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 24 km/h dọc theo bờ biển El Salvador và hướng về Guatemala. Theo Reuters, các quan chức thông báo có ít nhất 16 người đã thiệt mạng trong ngày 10 tháng 10, với hầu hết nạn nhân ở hai quốc gia El Salvador và Honduras. Sau đó, cơn bão đã suy yếu dần, tiến vào khu vực Thái Bình Dương nhưng vẫn gây mưa lớn ở khu vực Trung Mỹ và phía Nam Mexico. Cơ quan dự báo bão Hoa Kỳ cảnh báo cơn bão đã suy yếu nhưng mưa lớn có thể làm xảy ra tình trạng lũ lụt và lở đất, gây nguy hiểm cho người dân. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.